Chào tất cả các bác, cảm ơn các bác đã quay trở lại với video tiếp theo trên thảo dược net. Thưa bác, năm 1956 tại tỉnh Lạng Sơn mà cụ thể là tại huyện Bình Gia đã xảy ra một cái dịch bệnh đó là dịch viêm hầu họng. Nó làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống của bà con. Bình thường người dân Bình Gia những năm bấy giờ cuộc sống đã rất khó khăn. Thì cái dịch hầu họng này nó đã bùng phát và nó lan ra. Do vậy, ngày hôm nay, quân chia sẻ cho bác về một cây thuốc rất tuyệt vời, có tác dụng rất tốt trong việc điều trị những bệnh về hầu họng, đặc biệt đối với những bác đang bị chứng bệnh viêm họng mãn tính. Đây, các bác nhìn đây ạ, đây, đây ạ. Đây các bác này Đấy Đây Các bác nhìn cái cây này nhá Cái cành của nó đấy ạ Cái cành của nó có những cái khớp như này này Đấy Nó rất giống với cái chân của con châu chấu cái Cây này người ta gọi là cây đơn châu chấu Một trong những cây thuốc rất là đặc hữu Có tác dụng rất tốt Trong việc điều trị những bệnh về hầu họng Đặc biệt nó là bệnh viêm họng Và thực tế như cô đã nói ban đầu Cái cây đơn châu chấu này Đã uh, Gần như là có tác dụng Dập dịch uh, Bị uh, Dịch hầu họng Viêm hầu họng Trong năm 1956 Trên địa bàn của huyện Bình Gia Tỉnh Lạng Sơn Cái thông tin này đã được người ta kiểm chứng Và ghi chép lại Đấy đây các bác nhìn Cái cây nó có những cái, 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 cái khớp này Đấy cái thân cây có những cái khớp này Nó nồi lên, lên, như này Giống với cái khớp của con châu chấu ấy Người ta gọi là cái đơn châu chấu Ngoài ra thì đặc điểm tự nhiên của cây này Nó có rất là nhiều những cái gai Đấy các bác nhìn thấy chưa Rất nhiều những gai Cả trên thân nhá Đấy trên thân nó có vừa có gai to này vừa có những cái gai nhỏ này gần như những cái lông này Đấy. Rồi trên lá nữa Đây này Trên lá cũng có gai các bạn Rất là nhiều gai Đây là mặt trên nhá Mặt dưới đấy ạ à. Mặt dưới vẫn có gai các bạn này đấy. Đơn châu chấu Thì cũng vừa lồng ghép cái việc giới thiệu đặc điểm Vừa lồng ghép cái việc giới thiệu đặc điểm tự nhiên Thì Quân cũng chia sẻ luôn cho bác Là năm 1956 Người dân Lạng Sơn Người ta dùng cái cây này và cụ thể nó người ta đào dễ một cái đơn cho chấu này Về Khoảng 10 gram thôi Đấy. Đem về người ta sắc nước ngậm Đấy Và Vừa ngậm vừa uống Để điều trị trường hợp bị viêm họng Nó gần như là một loại kháng sinh tự nhiên Rất là công hiệu Trong trường hợp bị viêm họng Đấy, Ngày trước thì không có thuốc tây đâu ạ Không thuốc tây chỉ có những cái cây thuốc ở trên rừng thôi và cây này thì là một cây rất là tuyệt vời may mắn người dân đã dùng cây này để điều trị chứng bệnh viêm họng lúc đấy là nó đã lan ra và thành dịch rồi đấy cây đơn châu chấu nhé còn ở một số vùng người ta còn gọi với những tên khác ví dụ như cây rau đắng này đấy ở Thái Nguyên thì theo quân được biết thì người ta hái những cái cành non này về này, ngọn non này, đấy. hái những ngọn non này về người ta bóc cái vỏ này ra, đấy người ta xào, đấy, về quân sẽ nhấm cái, cái cái cái, cái. ngọn non này ăn nó có, nó có vị mát các bạn, có vị đắng mát, đấy, người ta bóc cái vỏ này ra, người ta thái ra người ta xào Đấy. đây thì cái cây này cũng vừa làm rau ăn nữa các bạn cũng vừa làm rau ăn ăn nó có vị đắng đắng đó còn theo một số cái tài liệu ra nói cái vỏ của cây này cái thân của cây này sau khi đã bóc vỏ ra người ta dùng cái lõi trong này và cái đơn châu chấu này còn có một công dụng khác đó là cái vỏ khi đã bóc ra như này cái thân cái lõi thân này người ta còn dùng để làm thuốc bổ đấy nên là cái rau của cây lân châu chấu này bóc vỏ bóc vỏ đi làm rau ăn thì cái rau đó cái bài thuốc đó cũng là một cái món ăn rất là bổ dưỡng đấy, Rồi. đấy. cái ngọn đó nhá ngọn non đấy ăn có vị đắng nhưng mà rất là mát và đây cũng là một cái vị thuốc bổ đấy là công dụng thứ hai công dụng thứ ba của cây này đó là người ta lấy cái rễ của cây đơn châu chấu này các bạn này lấy cái rễ đơn châu chấu này để làm thuốc điều trị trong trường hợp bị gián cắn đấy. đấy đấy có một vài cái công dụng của cây này giới thiệu cho các bác một đó là rễ của cây đơn châu chấu này sắc nước ngày khoảng 10 gram vừa ngậm vừa uống điều trị trong hợp bị viêm họng trường hợp thứ hai là người ta dùng cái thân này bóc cái vỏ đi đấy lấy cái lõi bên trong này để làm món ăn thì cái món ăn này có thể là xào không hoặc là xào với thịt lợn thịt bò thì đây là một cái món ăn bổ dưỡng đấy công dụng thứ hai công dụng thứ ba đó là dùng cái rễ này để điều trị trong hợp bị rắn độc cắn Đấy các bác nhé, đấy là những công dụng giới thiệu một cách ngắn gọn để các bác nhớ về đơn châu chấu. đi lên rừng mà các bác bắt gặp cái cây cái đặc điểm như này, toàn cây có nhiều gai, đấy, cái đoạn khớp này, Quặn mấu này nó nồi ra như cái khớp của cái cây con châu chấu, đấy, còn cái thân nó đây, đấy, lá đây, lá màu xanh hoặc màu tím, toàn thân có nhiều gai khi nhấm này nó vị đắng thì đây là cây đơn châu chấu để các bác biết được cái cây này là một cây thuốc đã cứu người dân của Lạng Sơn cụ thể là Bình Gia vào năm 1956 cứu khỏi cái dịch bệnh uh, viêm hầu họng Đấy. và các bác có thể sử dụng cây này vừa làm rau ăn mà cũng đồng thời là cây thuốc rất là tuyệt vời các bác nhé đấy một video ngắn chia sẻ các bác công dụng của cây đơn châu chấu các bác thấy video hữu ích thì các bác hãy like chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ quân các bác nhé còn bây giờ thì quân xin phép dừng video đây xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo